Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của chúng tôi. Thưa quý vị, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin mà các gia đình cùng chú ý trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là Linh Đan. Còn tôi là Vi Dung. Ngay bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong Chào buổi tối ngày 24 tháng 10 năm 2015. Trong khi Hà Nội lại có thêm một ngày mù mịt, thì thành phố Hồ Chí Minh hôm nay bắt đầu bước vào một đợt ngập mới. Một góc nhìn khác về chuyện Kiều, một tác phẩm vốn từng một thời bị coi là dâm thư, để hiểu hơn về nàng Kiều cũng như khát khao được sống trọn vẹn những bản năng của người phụ nữ. Dư luận Trung Quốc phản đối gay gắt đề xuất đàn ông nghèo có thể chung vợ nhằm giải quyết tình trạng người nam giới ở nước này. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm tin tức từ sáng đến tối. Hôm nay là ngày cuối tuần, dù ra đường muộn thì nhiều người dân tại Hà Nội vẫn nhận ra rằng bầu trời thủ đô lại có thêm một ngày mù mịt. Trên thực tế, từ sáng sớm thì Hà Nội đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù khá dày, tầm nhìn bị hạn chế. Lớp sương mù bao phủ Hà Nội sáng nay khá dày, dễ nhận thấy nhất là trên suốt chiều dài đường Nguyễn Trãi, dọc sông Tô Lịch, đường Trường Chinh, đường Kim Mã, khu vực Hồ Tây. Đến tận trưa thì hiện tượng sương mù mới biến mất. Do ảnh hưởng của sương mù nên các phương tiện và người tham gia giao thông trong sáng nay bị hạn chế nhiều về tầm nhìn. Bầu trời mù sương tuy khiến nhiều người thích thú khi mà cảnh sắc thủ đô khá lãng mạn vào đầu giờ sáng, nhưng hình thái thời tiết này cũng đem lại cảm giác khó chịu cho nhiều người, nhất là người già, phụ nữ và trẻ em. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, vào mùa này thì Hà Nội thường xuyên có hiện tượng sương mù bao phủ. Trong khi đó, ở ngoại thành, nông dân tiến hành đốt rơm rạ, khói gặp sương mù ẩm không thoát được lên trời, lan tỏa dưới mặt đất, bay vào cả nội thành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng không khí và người tham gia giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một đợt ngập mới. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ hôm nay đến hôm nay 24 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của triều cường. Mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An sẽ vượt mức báo động 3, có thể đạt mức 1,61 m vào ngày 27 tháng 10. Cụ thể, hôm nay 24 tháng 10, đỉnh chiều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,39 m, vượt mức báo động khoảng 1,3 m. Đến ngày mai 25 tháng 10, đỉnh chiều sẽ vượt báo động 2, đạt 1,49 m. Đỉnh chiều lần lượt đạt 1,54 m và 1,57 m trong các ngày tiếp theo và được dự báo cao nhất đạt 1,6 m lúc 6 giờ ngày 28 tháng 10. Với đỉnh chiều như trên, có khả năng gây ngập những vùng trũng thấp của quận 6, quận 8, quận Bình Tân. Trong khi gần một tháng qua, dù không trong đợt triều cường, nhưng hàng nghìn người dân ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vẫn phải lội bì bõm vì nước ngập. Tình trạng càng tồi tệ hơn sau cơn mưa lớn đêm qua ngày 23 tháng 10. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các sở ngành đơn vị địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng chống ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố. Liên quan đến tình trạng ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua thì công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một nguyên nhân gây ngập nước khá hy hữu, có 102 ở Sài Gòn, mà phải nói là có 102 ở trên thế giới mới đúng. Câu chuyện hy hữu này thì bắt đầu khi mà đường Hồng Bàng ở quận 11 dù đã được nâng cấp nhưng mà sau những trận mưa lớn gần đây thì vẫn xảy ra tình trạng ngập nước. Và qua khảo sát thực tế, công ty thoát nước đô thị đã phát hiện là phía trước căn nhà số 770 nằm trên đường Hồng Bàng thì có một trụ đèn chiếu sáng được lắp đặt ngay giữa miệng thu nước và hầm ga thoát nước. Và theo công ty này thì trụ đèn chiếu sáng đã làm hư hỏng hầm ga, làm mất tác dụng thu nước mặt đường Hồng Bàng nên là khi mưa lớn thì thường xảy ra ngập. Thế là như là chết đuối thì lại vớ được cái cọc trong bối cảnh là không thể nào mà có thể giải trình về cái tình trạng ngập úng này. Đơn vị này thì đã có công văn yêu cầu công ty chiếu sáng công cộng thì phải di rời trụ đèn chiếu sáng sang một nơi khác. Vâng, và cũng liên quan đến chuyện chống ngập gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có khá nhiều ý tưởng được đưa ra, mà theo tôi tìm hiểu thì trong đó có ý tưởng xây hồ chống ngập tại các gia đình và xây hồ chống ngập tại các khu vực công cộng được khá nhiều người dân chú ý, và nhiều người cũng cho rằng là ý tưởng này đang đẩy cái khó sang cho người dân. Trong khi đó thì ý tưởng việc mà chúng ta xây hồ thì chắc chắn là không thể nào bắt người dân xây một cái hồ chống ngập ở ngay trong nhà của mình được, đúng không ạ? Và trước đây thì thành phố đồng ý cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Các khu đô thị mọc lên nhanh chóng đã chiếm hết ao, hồ, sông, suối là những nơi chống ngập tự nhiên cho thành phố. Và nay đã lấp hết ao, hồ, lấp hết kênh rạch.
Chưa kể là tình trạng người dân cứ thoải mái, không quan tâm gì cả và cứ xả rác ra cống rãnh, gây tắc nghẽn, cống, nước không thoát được. Xây hồ chống ngập chỉ giải quyết được phần ngọn mà không giải quyết được gốc của vấn đề. Ngập rồi sẽ lại hoàn ngập mà thôi. Sáng nay, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã hoàn thành việc đưa tàu cá KH-96977 cùng 11 ngư dân của xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cập cảng Đà Nẵng an toàn sau 46 giờ cứu nạn. Điều đặc biệt của chuyến cứu hộ này đó là tàu Việt Nam đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản, gây rối trong nhiều giờ không cho cứu ngư dân. Tàu SAR 412 xuất phát vào tối ngày 19 tháng 10 sau khi nhận được tin tàu cá KH-96977 gặp nạn và đến trưa ngày 22 tháng 10 thì chỉ còn cách tàu bị nạn 0,5 hải lý ở khu vực đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên lúc này tàu SAR 412 đã bị hai tàu cá hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu là 33102 và 35103 ngăn cản không cho tiếp cận ngư dân. Theo những hình ảnh được ghi lại, tàu 35103 từ phía sau vượt mạn phải và chặn đầu SAR 412, va chạm rất dễ xảy ra. Còn tàu hải cảnh 33102 của Trung Quốc đậu sát tàu của ngư dân Việt Nam. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Cục Kiểm ngư, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, trao đổi qua đường dây nóng ngoại giao với Trung Quốc. Sau 3 giờ kiên quyết, lực lượng cứu nạn nước ta đã tiếp cận được tàu bị nạn, tiến hành chuyển ngư dân sang tàu SAR 412 để chăm sóc y tế và lai dắt tàu cá về bờ. Đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc ngăn tàu Việt Nam cứu ngư dân gặp nạn trên vùng biển của Việt Nam. Hàng chục triệu đàn ông Trung Quốc đã không thể lấy vợ vì tình trạng thừa đàn ông thiếu phụ nữ nghiêm trọng ở nước này. Để khắc phục tình trạng này, một đề xuất đã được đưa ra, nhưng ngay lập tức đã bị phản đối gay gắt, đó là đề xuất đàn ông nghèo có thể lấy chung vợ. Trang tin BBC ngày hôm nay cho biết, theo đề xuất của giáo sư kinh tế Siyoshi, Đại học Tài chính và Kinh tế tỉnh Dây Giang, giải pháp cho tình trạng thừa đàn ông sẽ là chia sẻ vợ. Ông Si nói rằng, giải pháp này hoàn toàn chỉ dựa trên quan điểm kinh tế chứ không phải đạo đức. Ngoài ra, trong một nghiên cứu của mình, giáo sư Si còn quả quyết, đối với những người có thu nhập thấp, chia sẻ vợ cùng người khác là một sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên, ngay sau khi nghiên cứu này được công bố thì đã bị rất nhiều người phản đối. Họ cho rằng phụ nữ sẽ không được tôn trọng và điều này là trái với đạo đức và trái với pháp luật. Do chính sách một con và do quan niệm trọng nam khinh nữ, dự kiến trong năm 2020 sẽ có 30 triệu đàn ông Trung Quốc không thể tìm được bạn đời. Sự thật là tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc thì đang cao nhất thế giới. Và hiện thì cứ có 100 bé gái sơ sinh thì có tới là 118 bé trai. Không biết là chị Linh Đan thì có biết là tỷ lệ cân bằng giới tính trên thế giới bao nhiêu thì được coi là hợp lý không ạ? Tức là ở mức là từ 103 cho đến 107 bé trai trên 100 bé gái thì được coi là một tỷ lệ giới tính cân bằng. Trong khi đó, số liệu thống kê dân số về giới tính ở Trung Quốc thì đã bắt đầu lệch khỏi mức bình thường từ năm 1982. Tỷ lệ giới tính mất cân bằng đã dẫn đến một loạt các vấn đề xã hội và hoạt động tội phạm, trong đó thì có việc buôn người, phụ nữ và đặc biệt là những người phụ nữ đến từ Triều Tiên hay là các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, thì đang bị bắt cóc hoặc là ép bán với giá cao cho những người đàn ông chưa có vợ ở Trung Quốc. Vâng, và tuy nhiên tục lệ đa thê đa phu trong thế giới hiện nay, hình thức này vẫn tồn tại ở một vài ngôi làng hẻo lánh thuộc cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc. Theo tín ngưỡng địa phương thì chế độ này chỉ nhằm duy trì tài sản của gia đình, hạn chế canh tác đất đai và tỷ lệ sinh con cao hơn. Những đứa trẻ được sinh ra sẽ chỉ gọi người chồng lớn tuổi nhất là cha, còn tất cả những người còn lại thì chỉ đều được gọi là chú. Xa xưa thì hôn nhân đa phu cũng xuất hiện ở vùng Bắc Cực và Amazon nhằm liên kết các thế hệ để chống chọi với sự khắc nghiệt của môi trường cũng như là sự thiếu hụt của phụ nữ. Thời báo Washington của Mỹ ngày hôm nay đăng tải một câu chuyện đang được rất nhiều người quan tâm, đó là việc hãng hàng không United Airlines, một trong những hãng hàng không lớn của Mỹ thì đã phải lên tiếng xin lỗi khi mà trong một chuyến bay tiếp viên đã để cho một hành khách khuyết tật phải tự bỏ xuống máy bay bởi vì không nhận được sự giúp đỡ. Vị khách này là Drasinio, ông là một người tàn tật và phải ngồi xe lăn khi mà đi lại.
Thế nhưng sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Reagan ở Washington, vị khách cho biết là không có một tiếp viên nào đến và giúp ông xuống máy bay. Kết quả là ông phải tự mình bò xuống. Ngoài ra, ông New cũng cho biết thêm là hãng United Airlines có cung cấp những chiếc xe lăn nhỏ dành cho người khuyết tật, nhưng mà những chiếc xe này đã được cất đi trước khi mà máy bay hạ cánh. Vị khách chia sẻ là ông đã vô cùng thất vọng vì không được đối xử như một người bình thường. Ngay sau đó thì hãng United Airlines đã phải lên tiếng giải thích và xin lỗi vì những sơ suất đó. Vâng, khi mà chương trình của chúng ta ngày hôm nay nhắc tới hãng hàng không United Airlines thì tôi lập tức liên tưởng đến sự kiện ngày 11 tháng 9 của nước Mỹ khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp 4 máy bay chở khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Và trong đó đáng chú ý nhất là chuyến bay 93 của chính hãng hàng không United Airlines bay từ sân bay quốc tế Newark. Đây là một trong 4 chiếc máy bay bị nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda cướp vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và đây cũng là chiếc máy bay duy nhất không tới được mục tiêu của Al-Qaeda. À, vâng, tôi thì cũng biết về câu chuyện này và có lẽ là rất nhiều khán giả thì cũng biết điều đó. Theo kết quả điều tra được công bố sau đó, khi mà biết được mưu đồ của bọn không tặc thì các hành khách trên chuyến bay đã giằng co với bọn khủng bố không kiểm soát máy bay và khiến cho máy bay rơi ở vùng nông thôn Pennsylvania trước khi mà tới được mục tiêu. 10 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn thì đã thực hiện thành công những cuộc gọi ngay sau khi mà máy bay bị chiếm giữ để liên lạc với thân nhân và báo cáo tình huống khẩn cấp. Và kết quả là có 40 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã tử nạn cùng với 4 kẻ không tặc để có thể bảo vệ cho thủ đô của nước Mỹ. Tất cả thành viên của phi hành đoàn và hành khách, đương nhiên là trừ bọn khủng bố thì đã được phong tặng huy chương danh dự của Quốc hội Mỹ. Thưa quý vị, hiện tượng song sinh không phải là hiếm và rất nhiều người mong muốn có một người anh chị em song sinh giống hệt mình. Nhưng đi kèm những điều thú vị là rất nhiều phiền toái mà chỉ người trong cuộc mới biết được. Trên trang ABC News hôm nay đã chia sẻ một câu chuyện như thế về trường hợp một cặp chị em song sinh ở Mỹ đã không được cấp giấy phép lái xe chỉ vì họ quá giống nhau. Cặp song sinh nữ này là Allison và Alyssa, 15 tuổi, sống tại Evans, tiểu bang Georgia. Người thân và bạn bè của hai chị em cũng chia sẻ họ rất giống nhau, khiến nhiều lần những người xung quanh phải bối rối vì nhầm lẫn. Allison và Alyssa cho biết họ mong muốn được cấp bằng lái xe để có thể tiện lợi hơn trong việc đi làm thêm. Tuy nhiên, Sở Quản lý Phương tiện Cơ giới địa phương đã không chấp thuận đề nghị của hai chị em chỉ bởi vì họ quá giống nhau. Hiện tại, gia đình đang liên lạc với Sở Quản lý Phương tiện Cơ giới để có thể xác thực họ là song sinh chứ không phải là một người. Vâng, theo số liệu thống kê thì hiện có khoảng 100 triệu cặp song sinh trên toàn thế giới. Các cặp song sinh cùng trứng thì có nhiều điểm chung bởi vì họ có cùng ADN. Ngoài ra, câu chuyện về vô số mối liên hệ bí ẩn giữa các cặp song sinh càng khiến cho người ta tò mò. Nhiều người cho rằng là các cặp song sinh có mối liên hệ tâm linh nào đó và thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau của người kia. Lại có những câu chuyện về các cặp song sinh có con cùng ngày một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Khoa học thì vẫn chưa chứng minh được khả năng thần giao cách cảm giữa các cặp sinh đôi, nhưng tôi đã từng được đọc một câu chuyện vô cùng thú vị liên quan đến những cặp song sinh, đó là cặp song sinh robot. Biệt hiệu đặt được người dân của vùng Yiwu, Trung Quốc đặt cho một cặp vợ chồng có sức khỏe vô địch khi họ có thể điều hành cửa hàng của họ một cách không ngừng nghỉ chỉ trong vòng là 21 giờ một ngày. Mãi về sau, sự thật mới được tiết lộ rằng hóa ra đã có 2 cặp song sinh kết hôn với nhau và họ thay nhau trực ở cửa hàng để đánh lừa các hành khách tin rằng họ có thể làm việc như máy mà không nghỉ ngơi. Và họ đã giữ được bí mật vô cùng thú vị này trong suốt thời gian lên đến 3 năm trời, cho đến khi một trong 2 cặp song sinh trả lời phỏng vấn trên một tờ báo địa phương. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Vâng, thưa quý vị, đó là những câu thơ mở đầu tác phẩm được coi là kiệt tác của nền thi ca Việt Nam. Đó là Chuyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Ai cũng biết đến tác phẩm này, cũng biết về thân phận của cô Kiều. Dẫu là thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Nhưng mà lại phải chịu cảnh là thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.
Thế nhưng có lẽ chưa nhiều người được tiếp cận với tác phẩm gốc, đó chính là Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Nguyễn Du của chúng ta thì đã dựa trên tác phẩm này của Trung Quốc để viết nên tác phẩm truyện Kiều. Và ngày hôm nay thì một ngày cuối tuần, chúng tôi muốn được lẻ Kiều cho quý vị và các bạn nghe nhân sự kiện là không chỉ ở Hà Tĩnh, quê hương Nguyễn Du, mà ngay cả ở Hà Nội thì đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại Thi Hào. Đặc biệt là chúng tôi sẽ soi chiếu tác phẩm này dưới một góc nhìn khác. Cụ thể đó là chúng tôi muốn cùng quý vị khám phá về nhân vật Thúy Kiều trong nguyên gốc Kim Vân Kiều Truyện để có thể trả lời cho một câu hỏi, đó là nàng Kiều có thực sự đoan trang? Và người sẽ giúp cho chúng ta đi tìm lời giải đáp đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn. Ông đến từ Viện Văn học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và ông cũng là người mà đã có nhiều những công trình nghiên cứu phê bình biên soạn dịch thuật chính đã xuất bản liên quan đến tác phẩm truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Vâng, trước tiên rất cảm ơn Phó Giáo sư vì đã dành thời gian đến với chương trình. Chào buổi tối. Vâng, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn, là trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì ông có thể mang tới cho quý vị khán giả của VTC một cái món quà gì đó không ạ? Tôi nghĩ rằng là trước hết phải nói rằng là cái tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân ấy, thì lần đầu đã dịch từ năm 1925 và đến sau này thì đến rất gần những năm gần đây thì mới được gọi là in chính thức một cách rộng rãi hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái vấn đề nó kích thích để nó đẩy lên bên cạnh cái kiệt tác truyện Kiều của chúng ta rồi. Vâng. Thì cái việc in lại cái bản gốc này và nó tạo nên một cái sự sòng phẳng trong cái nghiên cứu giữa truyện Kiều và Kim Vân Kiều. Vâng, chúng ta sẽ bàn rất là nhiều tới tác phẩm của Nguyễn Du cũng như là trong cái tác phẩm nguyên gốc là Kim Vân Kiều Truyện như thế nào. Tuy nhiên là trước khi mà chúng ta bắt đầu câu chuyện này thì Vi Dung muốn nhắc lại một lần nữa là Phó Giáo sư có thể lẩy một vài câu Kiều giống như là một cái món quà để cho quý vị khán giả của chúng ta có thể hào hứng hơn với câu chuyện sắp tới được không ạ? Tôi không tốt giọng lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong truyện Kiều tất cả các cái đoạn lục bát của chúng ta thì các bà mẹ đều có thể là du con ngâm ngâm những cái câu Kiều. Có thể thử luôn một đoạn được không ạ? Ví dụ như là cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Thế thì những cái âm điệu truyện Kiều như thế nó tạo nên một cái gọi là cái lời du, cái lời một cái lời ca. Vâng. nó rất dễ rất dễ chuyển đi vào lòng người đúng không ạ? Những cái vần vè và nó tạo nên những cái lời du. Vâng, rất dễ nhớ, dễ thuộc. Vâng, rất cảm ơn món quà đầu chương trình của Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này sau ít phút nữa cùng với vị khách mời. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Quý vị và các bạn đã trở lại cùng chúng tôi trong chương trình Chào Buổi Tối. Và trước khi mà chúng ta đến với phần trao đổi cùng với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Vào năm 2012, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương của nhà hát Tuổi Trẻ đã có một sáng tạo táo bạo và gây nhiều tranh cãi khi đưa lên sân khấu tác phẩm kịch hình thể Nguyễn Du với Kiều. Cái kết gây bàn cãi chính là việc đạo diễn cho nhân vật Thúy Kiều hóa thành Phật bà. Tại sao Kiều vẫn bán mình chuộc cha? Một cái người mà hy sinh như thế, mặc dù chỉ là câu chuyện thôi, thì tại sao lại không được trở thành huyền thoại? Nếu mà cái huyền thoại đấy đã gắn liền với một người, đã một cái tác giả, mấy tác giả đã trở thành cả là đã đẩy Kiều lên thành một cái mức nó mang tính chất là tôn lên là tâm linh rồi. Đó là lý giải của tác giả vở kịch. Còn công chúng khi đó, họ phản đối cái kết này cũng có nhiều lý do. Trong đó có nhiều khán giả cho rằng không thể biến nàng Kiều thành Phật bà vì nàng không xứng đáng. Sự không xứng đáng được phân tích và lý giải trên nhiều phương diện. Ít người biết rằng có thời kỳ truyện Kiều của Nguyễn Du bị gọi là dâm thư và nguyên gốc của nó là một tác phẩm bị xếp vào dòng truyện phong tình. Về hình thức thì vì các cụ dựa vào đề tài này không viết về người tiền tiến hay là đơn vị điển hình mà lại viết về một cố điếm, thì các cụ cho là như vậy là nó suy về đạo đức. Cái thứ hai là văn Kiều cũng rất hay làm người ta mê đắm, cho các cụ cũng sợ rằng nó mải nói về chuyện tình ái, chuyện yêu đương, chuyện trai gái thế này mà nó quên những cái đạo lý của quân tử. Bản thân cái chuyện
của Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều Truyện nó vốn đã là chuyện phong tình thôi, là chuyện trai gái thôi. Thế và ở Trung Quốc thì cái dòng chuyện phong tình nó nhiều lắm. Vậy là ở Trung Hoa người ta chấp nhận chuyện phong tình, tức là chấp nhận phá vỡ cái đạo đức truyền thống lâu rồi. Đến cô Nguyễn Du thích như thế, cũng khoái chí vì cái chuyện ấy, mà mấy em chọn cái chuyện phong tình ấy để truyền thể thành cái chuyện Kiều. Tiếp ý của nhà thơ Đỗ Trung Lai thì tôi cũng muốn đọc cho quý vị nghe một đoạn thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du, miêu tả về cuộc chia ly giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều khi mà mối tình vụng trộm của chàng thì bị cha phát hiện. Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chảy cũng chẳng đi đâu mà chảy. Chén đưa nhớ bữa hôm nay, chén mừng xin đợi ngày này năm sau. Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. Vâng, ở nguyên tác Kim Vân Kiều Truyện thì cuộc chia ly này được mô tả thì có thêm những cảnh, đó là Thúy Kiều nói là hai người đương lúc đào hồng mận thắm, ân ái tình sâu, khó buông khó bỏ, quấn quýt mây mưa, khôn nén tình ý dạt dào vậy, đến tận canh năm mới thôi. Thật là bên gối thì thầm khôn xiết kể, cách rừng cà gáy lại bình minh. Vâng, đây thì quả thực là một cô Kiều rất khác so với cái cô Kiều ở trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du của chúng ta, đúng không Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn? Vậy thì thực tế là có nhiều những cái đoạn miêu tả như vậy không ạ? Tức là nói về trong tác phẩm của Kim Vân Kiều Truyện thì rõ ràng là nó là văn xuôi tự sự, cho nên là cái kể nó cũng có nhiều những đoạn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là Nguyễn Du thường là trau chuốt do cái đặc điểm của cái nghệ thuật trữ tình và của thơ lục bát, cho nên là cái thơ nó cũng thay đổi đi rất nhiều. Ngay những cái đoạn mở đầu mà trong văn xuôi người ta nói rằng là trong Kim Vân Kiều Truyện thì Thúy Kiều và Thúy Vân gặp Kim Trọng, thì Thúy Vân sau đó thì hai chị em cũng có nói chuyện với nhau, và Thúy Kiều cũng đã nói những câu là chàng Kim đấy cũng thật là người gọi là tài tử, cũng có cái nỗi niềm thế nào đó mà cũng lại biết là đến cái viếng mộ Đạm Tiên như thế này. Tức là tự cái trong lòng Thúy Kiều cũng đã có một cái gì đó gọi là bâng khuâng, nói như trong tác phẩm truyện Kiều gọi là vừa mới gặp thì cũng đã thấy gọi là hai kiểu e lệ nép vào dưới hoa, rồi là tối về đấy đã mơ tưởng tới Kim Trọng. Tức là đây là một cái mối tình nó như là cái xét đánh, đúng không? Tiếng hiện đại gọi là xét đánh đấy. Vâng. Nhưng mà nó có một cái gì đó nó rất dễ gọi là cảm thông giữa gọi là tài tử danh nhân, cho nên là cái mở đầu cái Kim Vân Kiều Truyện nó cũng đã có những cái sắc thái như thế rồi. Nhưng mà vì bằng lời văn xuôi cho nên là nó thô hơn. Nhưng đến chuyện Kiều chẳng hạn thì cái lời lẽ hai người đến với nhau, cái suy nghĩ của Thúy Kiều về Kim Trọng nó trở nên trong sáng và mượt mà trong một cái ngày xuân gọi là dưới cầu nước chảy trong veo bên cầu tơ liễu bóng chiều thứ tha, nó chứng kiến cho cái cuộc gặp gỡ nó rất là đẹp và tình tứ như thế. Đấy là cái sự thay đổi rất là cơ bản trong cái bút pháp của Nguyễn Du so với cái văn xuôi tự sự Kim Vân Kiều Truyện. Vâng, vậy thì chúng ta có một cái câu hỏi đặt ra ở đây, đó là nàng Kiều trong cái nguyên tác có thực sự là một người đoan trang hay không ạ? Theo tôi thì cái tính hiện thực, cái tính đặc biệt là do cái yêu cầu tự sự, cái miêu tả hiện thực ấy, nó cho phép Thanh Tâm Tài Nhân miêu tả cái nội dung hiện thực nó đậm hơn. Và do đó chúng ta thấy cái con người nhân vật Kiều ở trong Kim Vân Kiều Truyện của Trung Quốc cũng là đậm cái chất đời thường hơn. Và như thế nó ít cái chất thơ hơn, nó ít cái chất thanh cao hơn. Tôi nói ví dụ những cái đoạn như là kể cả cái suy nghĩ của Thúy Kiều, Tú Bà dạy Thúy Kiều này con học lấy làm lòng vành ngoài 7 chữ vành trong 8 nghề. Thế thì ở trong tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện nó là 3-4 trang, nó miêu tả hết sức là dài dòng. Và những cái, nhưng mà về mặt tự sự và về mặt tư duy văn học ấy, thì phải nói rằng đấy là những cái đúc kết hết sức là sâu sắc trong cái nghề thanh lâu, và nó đã được kỹ nghệ hóa trong cái xã hội gọi là cái đô thị phát triển. Thế thì ở chuyện Kiều thì nó thanh lọc đi, và do đó cái nhân vật Thúy Kiều cũng được thanh lọc và nó trở nên trong sáng hơn và cũng trở nên gọi là lung linh hơn. Vâng. Yeah. Vâng, thưa ông, là rất là nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khi mà sáng tác truyện Kiều thì Nguyễn Du đã bám rất là sát cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Thế nhưng mà trong truyện Kiều thì những chi tiết miêu tả chăn gối hay là tình yêu nam nữ cũng đã không thể nào xuất hiện. Vậy chúng đã được thể hiện như thế nào, biến hóa như thế nào trong tác phẩm truyện Kiều ạ? Tôi nghĩ rằng là nhân vật Thúy Kiều bên cạnh những cái đẹp rồi thì do cái
cái thân phận, cái số phận. Cũng có lúc Thúy Kiều bầm dập và sống trong cái nơi lầu xanh, biết bao bướm lả ong lơi, rồi là những cái suy nghĩ gọi là đêm đêm hàn nguyệt, ngày ngày nguyên tiêu, tức là cũng chìm đắm trong cái đó, trong cái cuộc sống đấy mà quên cái thân phận. Và có những lúc cái cuộc sống đấy nó kéo Thúy Kiều vào cái cảnh gọi là đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu, nhưng mà Thúy Kiều lại vẫn luôn luôn ý thức về mình, ý thức về cái thân phận mình, để nói rằng là khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thêm thương nỗi mình. Thế thì như thế là vừa bị cái hoàn cảnh nó xô đẩy, và khi đã xô đẩy thì đúng là chén rượu của cờ và vui với cái khách làng chơi. Vâng. Đấy là một cái hết sức là rõ, nhưng mà rồi luôn luôn tự ý thức về mình thì chính vâng. là cái phần đấy nó làm cho cái phẩm giá của Thúy Kiều nó trở nên trong sáng hơn. Vâng. Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn, có rất là nhiều người thì cũng đã coi cái tác phẩm Chuyện Kiều này là một dâm thư, tức là họ đánh giá theo cái cách nhìn như vậy. Vậy thì hình ảnh cô Kiều trong cái bản nguyên gốc thì có phải là đã khác xa quá nhiều so với cái quan điểm về phẩm hạnh của người phụ nữ trong cái xã hội phong kiến ngày xưa hay không? Có thể nói là theo một cái quan điểm chính thống, thực sự là có một cái quan điểm chính thống của cái nền nếp và cái công dung nguồn hạnh, thì rõ ràng là cái quan niệm về cái người phụ nữ nó khác. Cho nên là cũng không phải ngẫu nhiên mà Chuyện Kiều nó là có cái nguồn gốc mà xếp được cái hệ gọi là phong tình lục, tức là những cái chuyện nó gần với cái tiểu thuyết, cái nhai đàm hàng ngữ, tức là chuyện bên lề, nó chưa phải là chính thống. Và chính thống thì lại là phê phán. Chính vì thế cho nên là ở Chuyện Kiều nó lại gần với cái tầng lớp bình dân và cái tính chất xã hội đô thị, cái người tầng lớp đô thị nhiều hơn. Do đó mà cái nhân vật Thúy Kiều trong cái điểm nhìn chính thống, cái mắt nhìn của cái giới chính thống thì rõ ràng là Thúy Kiều có cái phần mà kể cả ngày xưa ấy, theo cái cách nhìn của Nguyễn Công Trứ, một cái ông quan thượng thư, và ông cũng là người rất là tài tử, cũng rất là đa tình, mà ông lại nói rằng là từ Mã Giám Sinh cho đến chàng Từ Hải, rồi là bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu, rồi là nói rằng là bướm chán ong trường, rồi là đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm, tức là lời kết án cũng rất là nặng nề. Vâng. Như vậy là trong một cái quan niệm chính thống là nhìn nhận như thế, nhưng mà cái gọi là bên lề, cái nhân vật, cái hình ảnh, vâng. cái tâm tư của Thúy Kiều thì càng ngày nó càng trở nên nó lung linh, nó sáng vâng. hơn, và người ta khai thác được những cái giá trị nhân văn, chứ không phải là chỉ là một cái chiều chính thống. Vâng, chúng ta vẫn biết là những cái tác phẩm thi ca thì luôn thể hiện những cái khát vọng, những cái ước mơ của con người. Vậy thì trong kể cả cái tác phẩm Chuyện Kiều của Nguyễn Du hay là cái nguyên bản gốc của nó, thì có phải là nó đang thể hiện một cái khát khao rất là lớn của những cái người phụ nữ phong kiến, đó là muốn được sống với đúng những cái niềm ao ước của mình, đặc biệt là trong tình yêu hay không? Tôi nghĩ rằng là đây là cái câu chuyện muôn thuở. Trước hết nó là thân phận và số phận của Thúy Kiều. Nó không phải chỉ là một cái cuộc đấu tranh gọi là phải sạch sành xanh vét cho đầy túi tham, rồi là cái tố cáo xã hội, mà đây nó là cái thân phận. Và trong đó nó có cái khắc khoải, có cái đau đớn. Bởi vì Thúy Kiều kể cả lúc buồn, lúc vui thì cũng đều là có cái ngậm ngùi. Ngay cả đến lúc mà gọi là được khôi phục rồi, gặp được Kim Trọng, gặp được gia đình rồi, trong lòng vẫn đầy những cái cay đắng. Màu thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng. Thế thì những cái chuyện như thế thì những cái câu thơ nó cho thấy là thấy rằng là cái hạnh phúc nó không được trọn vẹn. Vâng. Tức là lúc nào cũng thấy có một cái khắc khoải. Đấy là cái cuộc tìm đường, cái tìm hạnh phúc, cái trăn trở như thế. Thì đấy là cái khắc khoải. Tôi nghĩ rằng là cái khắc khoải, cái giá trị nhân văn đấy. Vâng. Nó không chỉ là tình yêu mà nó cả về cái số phận. Vâng. Và nó khác đi là cái vấn đề tình yêu nó gắn liền với cái số phận vâng. của một cái kiếp người, kiếp đời. Dạ vâng, rất cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình yêu hay là tình dục thì luôn luôn là khát vọng của con người trong mọi thời kỳ, dù là trong lễ giáo phong kiến khắt khe. Tuy nhiên thì văn hóa, những quy tắc đạo đức được đưa ra trở thành lề lối của một xã hội thời kỳ nào đó luôn là sợi dây trói buộc cho những khát vọng đó. Nhiều người thì cho rằng là Chuyện Kiều với cô Kiều của Nguyễn Du đã là những nhân tố tiên phong cởi trói cho người phụ nữ. Ý kiến đó thì không phải là không có cơ sở. Bởi thế dù là cô Kiều thì không đoan trang trong suy nghĩ khắt khe của nhiều người, thì sự cởi mở của cô cũng chỉ là phản ánh đúng một phần bản năng, khát vọng rất là thực tế của con người. Và qua ngôn ngữ thơ ca hay là chuyện thì nó được thể hiện khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta có thể thấy đó là những điều không thể lên án.
Vâng, xin cảm ơn cuộc trò chuyện vừa rồi của biên tập viên Vi Dung và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn. Thưa quý vị, và chương trình Chào buổi tối của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ ngày mai trên kênh VTC1 và VTC14.